được phỏng vấn. À. Hôm nay phỏng vấn lần này là thứ ba. Trong phải là ngày hôm nay luôn đúng không? Vâng, sắp tới ạ. Có liên quan đến Kênh Covid không? Có ạ. À. Ý là họ đến đây để làm cái Kênh Covid đó. Ôi trời ơi. Vâng. Được giải với Mi cho 20 sao ấy, em chả nhớ. Đây là tự nhiên của em đấy. Em cứ bật những cái MV ở liên quan đi nhé. Không, cái này thì em xem rồi. Tại vì phải xem chứ. Tại vì quá nhiều người phỏng vấn thôi. Genuine